dù xa nơi đó tôi vẫn mơ về, tôi vẫn đi tìm đàn dù bao gian khó tôi vẫn không ngại gì khi trái tim. Alo, qua hả? Em gặp chị Nhã chưa em? Anh vẫn chưa liên lạc được với chị Nhã. Dạ, em gặp rồi, chị Nhã vẫn bình thường à. Mà anh biết tin gì chưa? Sao? Em nói tin gì? Anh Luân á, đã trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi đó. Báo đăng quá trời luôn á. Vậy hả? Dạ. Ừ, để anh kiếm báo đọc coi ha. Dạ. Vậy thôi em. Dạ, em chào anh. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mong tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, biển xa ngọt ngào. Và rồi nơi đó chỉ có yêu thương xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm? Em thao thức với chiếc đêm thầm, nghe từng sợi tóc đơn đau dần dần theo những giọt sầu. Ủa, chị tìm em hả? Sao hôm nay luôn về sớm vậy? Dạ, cũng như mỗi khi mà em mới hát phòng trà về.
À chị, hôm nay em được lên báo nè chị. Tôi biết rồi. Em còn được một ông bầu show mời về công ty của ổng làm ca sĩ độc quyền cho công ty của ổng. Lương định thế nào? Chuyện đó thì để em suy nghĩ đã. Tại vì về đó rồi em sợ bó buộc quá. Tôi ủng hộ quan điểm của Lương. Mà nè, ngày mai tôi đưa Lương đi mua sắm ít đồ nữa nha. Khi đã có nhiều người biết đến mình thì mình phải cần tạo dựng hình tượng trong mắt của công chúng nữa. Nhưng mà hôm trước chị mới dẫn em đi mua rồi mà. Đó là chuyện của hôm trước, còn hôm nay là chuyện khác. Luân lại bắt đầu tính toán rồi phải không? Tôi không tính thì Luân tính toán chi cho mệt vậy. Thay vào đó là Luân hát tặng tôi một bài nha. Vậy được. Nhưng hát ngay bây giờ hả chị? Dạ. Buồn vì những cơn mưa rơi xuống bất chợt, lệch xuống như nắng rộng. Và cảm giác khi mưa cứ rơi, làm mơ đi con phố quê. Có cảm giác không anh chờ, mơ ước như mong tình tôi. Có cảm giác như buồn bã, làm con tim anh lẻ loi. Mà mau nói sợ. Đi bao giờ còn tìm anh muốn hơn ta? Chẳng có chút nỗi tiếc em đi, chẳng nói nào chi, dành phải thua hơn. Thương người đã muốn mấy em thôi, có gió mưa mát trong mưa cho em thấy vui, tìm em thêm một. Tin em thêm một lần nữa. Em sao vậy? Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ. Đừng làm cho anh lo mà. Dạ, má. Má. Chưa ngủ hả con? Dạ, má ngồi đi má. Sao giờ này má còn chưa ngủ hả má? Tự nhiên sao hôm nay má khó ngủ quá à? Nằm cứ trằn trọc hoài, lăn qua lăn lại sợ đụng ba con, cho nên má thức luôn. Đi ngang qua thấy đèn phòng con còn sáng, cho nên má vô coi con ngủ chưa mà. À, má nè. Hả? Có một bài báo á, viết về thằng Luân, khen nó dữ lắm má. Vậy hả? Có báo đây không? Đưa cho bác coi coi. Dạ không, con mới nghe qua nói lúc tối. Có gì mai con mua về cho má coi nha. Thiệt tình, nghe cái tình đó má nhẹ hết cả người. Mừng ghê, thằng Luân coi vậy mà nó quá giỏi giang, tạ ơn trời Phật. Con qua đó dạ. Biết á, chắc là bác Hai với con Nhã biết rồi phải không? Dạ chắc là vậy đó má. Sao lại chắc vậy? Tại hai hôm nay con gọi điện thoại hoài cho Nhã mà không được. Ủa sao kỳ vậy? Có khi nào ở dưới con Nhã nó bị cái chuyện gì không? Dạ không á, con hỏi qua rồi, nhưng con không hiểu tại sao Nhã không chịu nghe điện thoại của con. Con lo lắm má. Má, ngày mai con sẽ về dưới coi Nhã có chuyện gì không nha. Vậy cũng được đó con.
Nhưng má đừng nói với ba là con về quê nha má. Con về thăm Nhã rồi con sẽ lên liền hả? Con sợ ba biết rồi sẽ xin chuyện. Má biết rồi, con yên tâm đi. Nhã, bắt máy đi em. Nè con, dạ? Con đi sớm về sớm nha. Tới nhớ báo cho má biết ha. Dạ, con biết rồi má. Con đi nha má. Dạ. Con đi nha má. Ba, ba đi đâu mở cửa sớm vậy? Tôi muốn đi chợ sớm mua mấy con cá tươi về nấu canh chua cho hai cha con ăn nè. Nghe đâu muốn thèm luôn. Từ ngày bà mình tới bây giờ tôi đâu được ăn gì ngon đâu. Nè, bà mua thêm một ít bông su nữa bà bỏ vô luôn. Tôi biết mà, tôi còn nhớ ông thích ăn những món rau gì nữa. Thôi để tôi đi chợ nha. Ê khoan khoan, gì nữa? Đi chợ sao không mang giỏ theo? Thôi, mua có mấy con cá với mấy bó rau cầm tay cũng được mà. Nè, tôi đi á. Con lên xe coi đồ cẩn thận nha. Để con lên làm quà cho chú Tính. Nhưng chuyện ưu đương làm sao tránh được giận hờn. Con ở xa thằng Trọng, con phải hiểu và nên thông cảm cho nó. Nhưng con coi lại đồ đạc đủ hết chưa, còn thiếu gì nữa không? Đủ rồi đó ba, không thiếu gì đâu. Con chào bác hai. Ủa chị Nhã, chị Nhã đi đâu mà đồ đùm đùm đề đề chị Nhã? Nó lên Sài Gòn thăm thằng Luân. Trời đất ơi, vậy mà chị không chịu nói. Vậy chị đợi đây nha, em chạy cái ù về nhà, cái xong em chuẩn bị quà cho anh Luân, cái xong em đem qua cho chị. Thôi, chị chuẩn bị hết rồi. Bây giờ em có gì muốn nói với thằng Luân hết thì nói với chị. Chị nhắn lại cho nó cho. Dạ, chị nói giùm em. À, mà không có gì hết. Chị chỉ nói là em chúc mừng ảnh là được rồi. Ừ, chị biết rồi. Dạ. Mình chị vô xem tự nhiên à? Mình mua ở đây hả chị? Dạ đây là những món mới nè anh. Dạ mình chị xem tự nhiên à? Mẫu này mới nhập về đẹp lắm đó anh. Áo này mới về đó anh. Áo này hợp đó anh. Anh cảm ơn em, anh tự nhiên được rồi. Dạ. Cái này đúng chị. Không biết là nợ của em, chắc chị ghi đầy sổ hả? Tôi không ghi mà tự nhớ. Chắc nợ em lên 100 triệu hả chị? Để em còn ráng cài mà đưa cho chị nữa. Nợ tiền đâu nhất thiết phải trả bằng tiền chứ. Nhìn kiểu hai người này chắc không phải là chị em đâu ha. Thấy tôi nói đúng không? Đúng vậy. Chắc cái kiểu này là khi con trẻ thích lái mấy bà già đó mà. Cậu kia mặt còn non choẹt à. Nhưng cặp này là còn đỡ đó. Bà đó còn trẻ đẹp chán. Bà nhớ cái cặp hôm bữa tôi với bà dùng sửa đồ không? Tôi nhớ là tôi có thấy một cặp còn tưởng là hai mẹ con chứ. Vậy mà vậy cho thấy ứng là ghê quá à. Mà thôi, nó nhỏ nhỏ thôi. Mà còn mà, khách mà biết chủ là mình đuổi gì đó. Thôi, đi nghe làm tiếp đi. Em mời chị. Ê tụi mày, nhìn anh ấy mới mềm lì làm sao á. Tao hả mà là người yêu của ảnh á, tao nhất quyết là tao không có cho anh làm ở đây đâu. Cứ như vậy á là mất người yêu chơi. Tao thấy có gì đâu. Hơn ông Hùng nhà mày là cái chắc rồi.
Gì? Hồn nào? Sorry mày, tao quên. Mà cái vụ anh chàng con nhà lành á, sao rồi? Theo mày thì sao? Sao tao biết được? Không biết tao mới hỏi mày. Biết tao hỏi làm chi? Mày hơi bị coi thường bạn mày rồi đó. Một khi mà tao đã nhắm ai á, thì chắc chắn người đó sẽ thuộc về tao thôi. Vậy thuộc về mày chưa? Mới test qua thôi, chưa xài chính thức. Là trai tân mà, cho nên còn e thẹn lắm. Có không? Làm gì mà ở tuổi đó mà còn tân? Ta không có tin. Thì đó, vậy mới là của quý chứ. Đâu phải dễ dàng gì mà Mỹ Linh này chịu đi theo một thằng đàn ông như vậy. Hay là bữa nào dẫn ra mắt đi. Cũng được thôi. Nói làm liền, hay là giờ luôn nè. Mới đi với nhau cả buổi sáng, giờ không lẽ gặp nhau nữa hả? Có sao đâu. Để tao coi thử, bạn mày có phải là thằng hiếm không? Hay là tay đầu mỏ chuyên nghiệp nữa? Sao vậy? Anh không nghe hay là tắt gọi lại cho mày hả? Không, chắc tại vẫn đang bận cái gì á. À, đúng rồi. Sáng nói với tao mà tao quên. Anh đi gặp giáo viên hướng dẫn thực tập gì đó nên không nghe máy được. Vậy thì thôi. Để khi khác ha. Em đi học ngay chị. Chiều chị đón nha. Dạ. Bạn, hình như là anh bạn tới chậm chỗ rồi. Đây là nhạc viện, chứ không phải trường đào tạo phi công. Từ một thằng già quê, chớp mắt một cái, lột xác lên thành cỏ ấm liền. Mày nói gì vậy? Tao không nói gì hết, người ta ủng hộ mày quá. Ba mày nó đang cho cẩn thận đi chỗ, đi chỗ. Mày muốn gì? Tao muốn gì hết đó. Cho vô cho mày. Rồi, cho học. Dạ, để con xuống xe rồi con gọi cho nó luôn ba. Anh Luân á, nhiều khi bận rộn quá rồi không nghe máy được đâu. Tại vì á, học ở trường á, rồi lại đi hát ở phòng trà nữa. Nhiều khi chị gọi đúng lúc á, ảnh đang học hay đang hát gì á, nên đâu nghe được đâu. Qua nơi đúng đó ba. Mày nè, dạ? Con lên trển thăm thằng Luân, nhớ ghé thăm bà Tính nữa. Dù gì trước đây thằng Luân cũng ở nhờ người ta. Con lên mà không ghé thì người ta trách đó. Con nhớ nghe. Dạ, con nhớ rồi ba. Xe tới, xe tới, xe tới. Đánh xe chị ơi. Mấy người, mấy người. À, một người. Rồi, lẹ. Ba, con đi nghe ba. Lẹ chị ơi. Đi nghe ba. Đi nghe. Chạy nè. Cẩn thận nha con. Rồi, tới luôn bác tài ơi. Chị đi cẩn thận nha. Con này. Tâm mình một bữa. Chứ nó có đi điều xứ đâu. Mình làm dưới vậy. Con biết nữa. Sao tự nhiên con thấy buồn quá. Con này thiệt à. Mày nè, cái xe nè, con về trước đi. Bác qua nhà thằng Thanh nói chuyện một chút. Thôi, để con chở bác hai đi luôn. Đây đó có mấy bước à. Đi bộ con đi tập thể dục. Con về trước đi, bác gì sao. Dạ, vậy con về trước nha bác hai. Ừ. Dạ thưa bác hai con về. Ủa, tao không chờ mày. Mày đi đâu vậy? Mà sao con về không báo trước? Dạ, dạ lên thành phố bác. Ừ, lên thăm thằng Luân. Nó mới đi rất kỳ nè. Dạ, em chào chị. Có chuyện gì vậy? Dạ không.
Sáng đã nói là tôi đến đó, sao luôn về trước vậy? Chị, em muốn hỏi chị một chuyện. Bài báo nói về em á, có phải là chị thuê người giết không? Sao hôm nay tự nhiên Luân quan tâm tới điều đó vậy? Tôi đã nói việc của Luân á, chỉ cần học cho tốt là được rồi. Sao chị lại làm như vậy? Chị có biết là làm như vậy mọi người nhìn em như thế nào không? Nhìn như thế nào thì đã sao? Cậu nghĩ là thời buổi bây giờ chỉ cần có thực lực là sẽ nổi tiếng hay sao? Đó chỉ là ảo tưởng. Nếu không có những chiêu trò bia thì tôi chắc với cậu là sẽ không ai biết tới cậu đâu. Em không nghĩ như vậy. Bây sao vậy? Đứa đi đứa ở. Rồi bây giờ đứa ở đứa đi. Không thống nhất với nhau được à? Dạ. Rốt cuộc rồi có chuyện gì? Mấy bữa nay á, con Nhã thất thần như là người không hồn. Giờ tới bay nữa. Dạ. Con cũng đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Mấy bữa nay con gọi cho Nhã mà không thể nào liên lạc được các bác. Bác ơi, bác có biết chuyện gì đang xảy ra không bác? Bay là người trong cuộc mà còn không rõ, cứ hỏi người ngoài dịch vô làm sao rõ được. Thôi, bay về đây rồi, ráng ở một hai bữa đi. Chờ nó về rồi hỏi răng gô ra khoai. Nó lên tỉnh gặp thằng Luân một phần. Nhưng mà cái chính kiếm cớ tìm con. Con về đây rồi, nó cũng về sớm thôi. Dạ. Con nghĩ là bây giờ con đi lên đó còn kịp gặp Nhã đó bác. Chứ bây giờ ở lại con thấy không yên đâu bác. Tùy bây à. Sao cũng được. Mà muốn đi, đi sớm đi. Chứ tư tấu lên tỉnh cực lắm à. Dạ, vậy con xin phép bác, con đi liền nha bác. Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng ơi. Dạ, con chào bác. Con qua chơi hả? Dạ, con qua kiếm anh Trọng. Thằng Trọng không có nhà con à? Anh đi đâu vậy bác? Nó đi đâu từ hồi sớm tới giờ bác không biết. Để con gọi, cảnh đang ở đâu? Ủa, bé Linh gọi làm gì ta? Alo. Anh đang ở đâu vậy? Tôi có chút việc. Công việc gì? Em đang ở nhà đợi anh nè. Xin lỗi Linh nha. Nhưng Linh về đi. Tôi đang ở xa lắm, không có về kịp đâu. Xa là ở đâu? Ủa Trọng, mới về quê chơi hả em? Anh đi về quê phải không? Linh chờ tôi một xíu nha. Dạ, em mới về nhưng mà phải đi liền rồi. Ủa vậy hả? Tiếc quá ha. Tưởng đâu rảnh cả nhà anh chơi. Dạ thôi, anh đi giùm khác nha.
bây giờ em phải lên Sài Gòn gấp rồi anh. À, cái màu này chắc tranh thủ thời gian rảnh về thăm con Nhã đây. Dạ. Thôi, nếu gấp thì cứ đi đi cho kịp việc. Khi nào rảnh về nữa thì ghé nhà anh chơi. Dạ. Vậy em đi đi. À. Dạ. Alo. Anh được quá ha. Anh trốn nhà về quê thăm con nhỏ đó có đúng không? Đó là việc riêng của tôi. Tôi chỉ gọi, nói cho Linh biết là đi trước đi. Đừng có chờ tôi. Được rồi, em sẽ bét tan cho coi. Thank you.